Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng cũng như các bạn nè đang có định mua xe qua sử dụng mà gấp ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe. Cái xe này đã được công ty mình kiểm tra chất lượng và làm đẹp theo tiêu chuẩn công nghệ Marukuri độc quyền của Toyota Tân Cảng và chính thức được chào bán nha các bạn. Một chiếc xe đẹp long lanh luôn. Đây là chiếc xe Toyota Innova 2.0 nghe phiên bản số sàn, năm sản xuất là 2019. Màu ngoại thất xe là màu đồng ánh kim. Xe này đã di chuyển được 55.000 km rồi và mang biển số thành phố. Thì một chiếc xe rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta mua về để chúng ta chạy kinh doanh hoặc kết hợp với việc chúng ta đi gia đình đều rất ok. Và cái giá trị mà chiếc xe Innova mang lại thì các bạn chúng ta đã cũng quá quen thuộc rồi. Một chiếc xe mà rộng rãi nè, tiết kiệm nhiên liệu nè, độ bền cao nè và cái chi phí bảo dưỡng hàng tháng cũng thấp nha các bạn. Rồi xin mời các bạn cùng mình đi cận cảnh về ngoại thất và nội thất của cái xe và mình sẽ công bố về cái giá bán luôn để cho các bạn chúng ta tham khảo. Nếu như cảm thấy phù hợp thì hãy gọi cho mình qua số điện thoại nha, mình tư vấn các bạn cụ thể hơn. Rồi mình điểm lại thông tin cái xe này một lần nữa. Đây là Innova 2.0 e phiên bản số sàn 2019. Xe màu đồng ánh kim, băng biển số thành phố màu và đã di chuyển được 55.000 km nha các bạn. Rồi xin mời các bạn. Những thứ trên xe ví dụ như là đèn nè, đèn zin nha các bạn. Đó, đã được công ty mình đánh bóng lại rồi. Rất là mới luôn. Cản thì lúc trước khi mà thu về các bạn cũng có một số vết chạy xước thì đã được công ty mình sơn và đánh bóng lại. Rồi, mặt cao lăng rất là mới luôn. Xe thì được công ty mình cam kết không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ, cho nên về phần chất lượng thì các bạn chúng ta yên tâm nha. Những cái xe qua sử dụng công ty mình thì nó phải tiêu chuẩn, đúng tiêu chuẩn nha các bạn. Đèn bên phía phụ cũng vậy nè, đèn zin và được đánh bóng rất là mới. Cản này thì cũng có sơn lại rồi nè. Đó. Rồi tình trạng mâm lốp thì do xe chỉ đi được có 55.000 km thôi, cho nên vẫn còn 4 cái lớp zin theo xe. Đó. Thì đối với những chiếc lốp của Innova các bạn, chúng ta đi khoảng độ 70.000 đến 80.000 mới có thay nha. Đó là tiêu chuẩn chung. Này, 29 nè, đánh lốp 29 nè. Mâm thì chỉ có một số vết xước nhẹ thôi, không đáng kể. Gầm bệ thì đã được công ty mình sơn lại cái khung chassis. Sơn lại khung chassis để cho cái xe nó chống dị xét nha các bạn. Thì những chiếc xe qua sử dụng khi mà thu về á, công ty mình sẽ tiến hành sơn lại cái khung chassis hết. Để cho nó nhìn nó mới hơn nè, rồi góp phần nó chống dị xét nữa. Cửa nẻo thì cái xe này vẫn giữ được cái cửa zin, nước sơn zin, chưa từng qua quẹt nha các bạn. Chưa từng sơn lại. Rồi nghĩ qua cái tem đăng kiểm và đường bộ nè, xe thì còn đăng kiểm và đường bộ tới tháng 6 năm 2022, cho nên còn khoảng độ thêm 2 tháng nữa thì các bạn ta cứ giữ đó mà dùng, khi nào mà tới thì các bạn ta đi đăng kiểm và đóng đường bộ lại nha. Thì phí đăng kiểm và đường bộ nó cũng rẻ lắm. Đăng kiểm thì chỉ 340.000 thôi, còn đường bộ thì một năm chỉ có 1.560.000 thôi nha các bạn. Rồi phía sau xe thì mâm lốp zin nè, đó cản sau thì cũng có sơn lại rồi. Đèn rất mới, đèn zin nha các bạn, chưa từng thay thế nha. Thì đối với những chiếc đèn zin này nhìn nó sẽ sáng hơn và bên trong thì nhìn nó thiết kế cái độ thẩm mỹ nó cao hơn nha các bạn. Còn ví dụ như chúng ta thay lại cái đèn lô á thì bên trong nó thiết kế nó xấu lắm. Rồi cốp nè, xe thì đã được dọn lại sạch sẽ luôn, khử nguội vàng lạnh. Những cái phụ kiện ví dụ như che chống chì cốp này là lợi chủ trước lắp lên, chải sàn simili nè, thì đối với những phụ kiện mà có trên xe á mà khi công ty mình thu về á sẽ giữ nguyên để cho các bạn ta dùng nha. Rồi túi đồ nghề và con đỏ còn nguyên đây. Túi đồ nghề con đỏ, nói chung về xe qua sử dụng á, khi mà bàn giao cho các bạn là giống như bàn giao xe mới vậy đó, đầy đủ hết những cái đồ theo xe, ví dụ như là chìa khóa hai chìa nè, rồi túi đồ nghề con đội nè, rồi lớp dự phòng nè, đó giống như bàn giao xe mới nha các bạn. Đây. Lớp sơ cua thì đã hạ rồi để đảo vỏ rồi. Thì nói chung 5 lớp của chiếc xe này còn dùng rất ok luôn, đi khoảng độ thêm 20-30 ngàn nữa mới có thay nha các bạn. Gầm bệ đó, hơn sơn là cái khung chassis rồi đó. Xe này khi mà các bạn chúng ta mua cái xe này sẽ được công ty mình bảo hành thêm về động cơ và hộp số thêm 1 năm hoặc là 20.000 cây, cho nên các bạn chúng ta yên tâm nha, tất cả những xe qua sử dụng luôn. Tại vì bên mình là bên hãng cho nên là những chiếc xe mà khi mà thu về á, nó phải kiểm tra, nó phải trải ra rất là nhiều quy trình, rất là nhiều quy trình gắt gao nha các bạn, từ khâu kiểm tra chất lượng 176 hạng mục nè, tới cái khâu làm đẹp theo công nghệ Marukuri độc quyền của Toyota Tân Cảng thì cái xe nó mới đẹp như thế này. Và nó đủ đảm bảo mọi yếu tố về chất lượng khi mà các bạn ta mua về để chúng ta dùng nha. Rồi vô trong coi cái nội thất xe nha các bạn. Đây.
Rồi, nội thất xe thì đã được vệ sinh và làm đẹp lại rồi. Nhìn rất là mới luôn, ghế da màu nâu nè. Rồi có luôn bọc trăng, có chải sàn, có đầu DVD. Nói chung những phụ kiện này là chủ trước lắp lên, công ty mình giữ nguyên để cho các bạn ta mua về chúng ta dùng. Đây, vô lăng rất là mới luôn. Bao tay lái nè. Cái số. Sắc sạch sẽ nha các bạn. Phía sau xe nè. Bọc lại bộ cái da này nhìn cái xe nó cũng rất là sang luôn. Có những cái miếng thảm lót chân nè thì giữ lại luôn. Innova thì các bạn biết rồi, rất rộng rãi luôn. Rồi một chiếc xe rất là đẹp, vừa hoàn thành mẫu quá trình để mà chính thức được chào bán đến các bạn. Để cho các bạn ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại nha. Và chiếc Innova số sàn 2019 màu đồng ánh kim mang biển số thành phố này đang được công ty mình chào bán với mức giá là 630 triệu nha các bạn. 630 triệu thôi là chúng ta đã có được chiếc Innova số sàn để chúng ta đi gia đình hoặc là chúng ta đi chạy kinh doanh để mà kiếm thêm thu nhập đều rất là ok luôn. Và nếu như các bạn ta đang quan tâm xe này, muốn biết rõ hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán và những vấn đề về trả góp khi mà vay ngân hàng để mua xe cũ á, thì hãy gọi cho mình qua số điện thoại nha. Mình tư vấn các bạn cụ thể trước rồi sau đó lên đây mình hỗ trợ các bạn xem xe thực tế và lái thử nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Innova số sàn 2019 của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào. Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.